làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre lăn màu son sao màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong cây dù hồng, dù thật lâu mới thấy được một ngày vui. Trang mi miều cô dâu non non dung nhan mặn mà, chà nhà ai có ông dề quý, chà nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngô thay có con lợn quay, xôi đầy mâm cô đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Chúng mình đã tính sao chưa? Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Biển nào yên lặng được lâu anh, em yêu anh bởi vì anh là nắng, có hạt sương nào thiếu nắng lại long lanh. Và kính thưa quý vị, hiện nay trên sân khấu của chúng ta là hiện diện của những nhân vật quan trọng nhất trong buổi lễ hôm nay. Đề nghị quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón hai họ cùng hai con người đẹp nhất của chúng ta hôm nay. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa quý vị khách quý kính mến, tình yêu chính là sự rung cảm của một tâm hồn. Khi gặp một tâm hồn đồng điệu và yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Nói về tình yêu, Maxim Gorky, một nhà văn vĩ đại người Nga có nói rằng trên thế gian này không có vị thần nào đẹp bằng vị thần mặt trời, và không có ngọn lửa nào mãnh liệt bằng ngọn lửa của tình yêu. Và bằng tình yêu mãnh liệt của mình thì cuối cùng anh Thanh Nam cũng đã hoàn toàn chinh phục được Hồng Vân, một cô gái xinh đẹp nết na. Và hôm nay, được sự cho phép của chính quyền địa phương và sự nhất trí của hai bên gia đình, tôi xin long trọng tuyên bố lễ phu quy của Hồng Vân và Thanh Nam xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị, để đáp lại tấm lòng nhiệt thành của quý vị khách quý đã về đây chung vui cùng gia đình chúng tôi, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Hữu Ba, là vị đại diện cho hai họ, sẽ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa hai họ, kính thưa quý khách gần xa đã bớt thời gian đến đây chung vui buổi lễ vu quy của hai cháu Hồng Vân và Thanh Nam. Đó là điều vinh hạnh nhất của gia đình chúng tôi. Chúng tôi thật sự cảm ơn. Vậy tôi xin kính chúc hai họ, kính chúc quý khách mạnh khỏe, vạn sự như ý. Chúc hai cháu sức khỏe dồi dào, hạnh phúc trăm năm và mãi mãi. Xin kính chúc. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Ba, là vị đại diện cho hai họ rất nhiều. Và kính thưa quý vị, theo phong tục cổ truyền của con người Việt Nam chúng ta thì những đại tiệc như thế này không thể không có những lì rượu hồng. Sau đây xin mời hai bạn chúng ta cùng tiến về bàn rượu để chính thức khai mạc buổi tiệc rượu hôm nay. Xin mời hai bạn. Thank you.
bao tình yêu gửi trên môi xa hết đâu lòng. Anh mong đến cuộc đời những phút duy ấm, từ đâu bên nhau dưới ánh sáng buông sáng xinh. Như thắp mai sáng cho tình yêu đôi mình hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương. Trai sông Bạch Thứ Hai. Vì em hãy tin khi có anh dẫn đường, đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời. Để em đưa cho con tim mình đến vĩnh và yêu. Dòng rượu hồng đang tuôn chảy trên tháp ly, tượng trưng cho nước và mật ngọt. Nước dùng để tưới cho tình yêu luôn tươi thắm, và mật ngọt dùng để tô điểm cho hạnh phúc lứa đôi. Rượu hồng đã được rót đầy, sau đây xin mời hai bạn chúng ta cùng nâng những ly rượu tình, rượu hiếu lên đôi bên cha mẹ và các vị đại diện để tỏ lòng biết ơn. Đầu tiên xin mời hai bạn chúng ta cùng dâng lên gia tộc họ nhà trai. Xin mời hai bạn. Cùng dâng lên gia tộc họ nhà gái. Xin mời hai bạn. Cùng bước lên phía trước một bước và đứng xích lại gần nhau hơn nữa, cùng nhau cùng ly chúc phúc cho đôi bạn trẻ cũng như chúc cho mối tình thông gia của chúng ta mãi mãi được keo sơn bền chặt kể từ đây. Kính mời quý vị chúng ta cùng nâng ly nào. 1 2 3 vô. 2 3 vô. Xin cảm ơn hai bên gia đình rất nhiều, và sau đây xin mời hai bên gia đình chúng ta cùng bước xuống các mặt tiệc để chung vui với các vị khách quý của mình. Xin trân trọng cảm ơn hai bên gia đình rất nhiều. Kính thưa quý vị, hiện nay trên sân khấu của chúng ta chỉ còn lại yêu đương đẹp nhất, hạnh phúc nhất của ngày hôm nay. Kính đề nghị quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho cặp đôi yêu đương thật là đẹp hôm nay à. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, cũng nói về tình yêu, ngạn ngữ Nga có câu: sắc đẹp thì cần cho ngày cưới, nhưng tình yêu đẹp thì cần mãi muôn đời. Một tình yêu đẹp không phải là yêu nhiều người, mà chỉ yêu một người, chọn đời, chọn kiếp không phải. Và sau đây, để minh chứng cho một tình yêu đẹp, xin mời hai bạn chúng ta cùng tay trong tay thực hiện nghi thức uống rượu gạo bôi. Xin mời hai bạn.
cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và còn một nghi thức nữa sẽ là nghi thức cắt bánh cưới. Xin mời hai bạn chúng ta cùng tay trong tay thực hiện nốt nghi thức này. Xin mời hai bạn. Đây là một tầng bánh rất xinh xắn có khắc tên của hai bạn. Xin mời hai bạn đặt nền tảng của cuộc sống vợ chồng lên tầng bánh xinh xắn này. Và nghi thức cắt bánh đã được cắt xong. Và với nghi thức này thì họ đã chính thức bình duyên chồng vợ. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc cho hai bạn trong năm tình viên mãn, bậc đầu nghĩa phu thê và sớm có con đầu lòng để cho ông bà bế bẩm chăm sóc. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và sau đây xin mời hai bạn chúng ta cùng tiến xuống các mặt tiệc để nhận những lời chúc mừng từ các vị khách quý của mình. Xin chân trọng cảm ơn và